anh vứt một chiếc máy rửa xe thì rất là đơn giản thôi các bạn. Nhưng mà trước khi mà hay ấy, thì ta quan sát cái hiện tượng của nó, xem là nó lên nước nó như thế nào, nó yếu hay là nó không, hoàn toàn nó không lên. Thế sau đó thì ta sẽ kiểm tra cái đường hút nước lên, đường hút nước, xem nó có bị tắc hay không. Cái chõ này, cái đường lên này nó có tắc, nó có hở không này, cái đường ra này nó có tắc không. Đấy, tất cả cái hệ thống đấy, nếu mà ống toàn bộ hệ thống vòi hút nước và xả nước không tắc, ba cái không tắc hoàn toàn bình thường ấy, thì là nó sẽ ở trong hệ thống phớt. Đấy, như con máy này ấy, hệ thống ống dẫn là bình thường này, nhưng mà không có áp, không rửa được xe. Cái tháo ra thì ta kiểm tra các phớt. Đây là cái van, kiểm tra van nó có 6 cái van, ba cái đường van hút xả ra và ba cái đường van hút. Cái van thì kiểm tra hệ thống lò xo của nó, lò xo nó nảy này vẫn tốt này, nó không han. Cái này nó làm bằng inox cho nên là nó không có han thép không gì, không han được. Nhưng cũng có những cái nó bị gãy cái lò xo này, trong này nó có lò xo này. Thế như cái này là bình thường này, 6 cái van này là bình thường, van lồi bình thường. Thế còn phớt thì nó bị rách mất, chỉ rách mất một cái phớt của cái van lồi này thôi, và nó xẹp toàn bộ cái phớt ở trong xi lanh hút này, nén. Đấy, này nó hệ thống của nó cũng phức tạp đấy. Thế nhưng mà nếu không là thảo cũng vẫn sửa được bình thường thôi các bạn, vẫn thay phớt bình thường thôi. Giữa cái phi tông này là nó vẫn phải còn phải nhẵn này, nó không bị xước xước gì này. Nếu như cái này là bình thường này, tháo ra lau sạch đi. Và các bạn lưu ý là khi trước khi tháo ra thì mình phải để ý các chiều của nó, xong đến lúc lắp vào là nó đúng cái chiều của nó thì nó mới là chuẩn. Đấy, như hôm trước là mình thay phớt một cái máy rửa xe mà công suất nó thấp hơn, nó nhỏ hơn ấy, mình lắp đúng rồi, nhưng mà các bạn vẫn bình luận bảo là mình lắp sai. Nhưng mà mình đã để ý rồi, mình không phải thợ chuyên nghiệp đâu, cũng là người sử dụng như các bạn thôi. Nhưng mà trước khi mình tháo ra cái chỗ, đến chỗ nào mình quay phim chụp ảnh rồi thì lúc lắp vào là như thế. Bây giờ ví dụ như là cái đây là cái long đen để hãm cái phớt. Đấy, hãm cái phớt của cái xi lanh này thì cái chiều khuyết của nó bên dưới này để nó úp vào cái phớt thì nó đã có chiều khuyết đây rồi. Đấy, và ngoảnh cái chiều cạnh móng này lên trên. Là cứ thế này tháo vào thôi. Không bao giờ ngược được. Đấy. Trước khi ấy các bạn, để tháo vào đây. Đấy, cho dầu mỡ vào xong là xoáy cái này ngược nào được. Đấy, các bạn. Không cần phải là thợ, nhưng mà mình cứ để ý khi tháo ra thế nào thì mình lại lắp vào như thế. Nếu cái đoạn nào mình bây giờ mình có điện thoại mình chụp ảnh mình nhớ lại, thế thôi. Và nhớ tra dầu mỡ khi mà mình lắp, vì cái này là nó rất là khít, nước nó không ra đằng sau này được này, nó không có mỡ ấy, là nó sẽ bị cháy đấy, nó nóng đấy. Cái này này là nó người ta thiết kế là xong để tra dầu mỡ bên trên này, nóng cái là mỡ nó tự nó chảy xuống, đấy, để mỡ trên này. Khi cái này bị nóng thì mỡ nó tự nó chảy xuống đây để nó bôi trơn cho cái hệ thống xi lanh này, đấy, người ta thiết kế rất chi là ok nhé, không lấy được. Và muốn máy nó bền ấy thì phải có dầu nhớt ở đây này. Như cái này người ta dùng người ta không để ý gì cả, khô hết dầu nhớt rồi, khô hết dầu trong này rồi, tí lát nữa này, tí lát xong là tôi phải đổ dầu ở đây. Dầu lúc nào phải ngập tay biên nhé, trong này là nó có tay biên đấy, tay biên thì nó mới thụt thò được như này. Nó tay biên như kiểu xe máy ấy, nhưng mà cái này nó có ba khuỷu đấy, bởi vì ba xi lanh ba phi tông thì nó sẽ có ba cái khuỷu cong để nó mới thụt thò như này, luân phiên để nó nén nước hút lên nén. Đấy, các bạn thấy không, mở lắp nhá.
hay vứt một chiếc máy rửa xe thì rất là đơn giản thôi các bạn. Nhưng mà trước khi mà hay ấy, thì ta quan sát cái hiện tượng của nó, xem là nó lên nước nó như thế nào, nó yếu hay là nó không hoàn toàn nó không lên. Thế sau đó thì ta sẽ kiểm tra cái đường hút nước lên, đường hút nước, xem nó có bị tắc hay không, cái chõ này, cái đường lên này nó có tắc nó có hở không này, cái đường ra này nó có tắc không. Đấy, tất cả cái hệ thống đấy, nếu mà ống toàn bộ hệ thống vòi hút nước và xả nước không tắc, ba cái không tắc hoàn toàn bình thường ấy, thì là nó sẽ ở trong hệ thống phớt. Đấy, như con máy này ấy, hệ thống ống dẫn là bình thường này, nhưng mà không có áp, không rửa được xe. Thế tháo ra thì ta kiểm tra các phớt. Đây là cái van, kiểm tra van nó có 6 cái van, ba cái đường van hút xả ra và ba cái đường van hút. Cái van thì kiểm tra hệ thống lò xo của nó, lò xo nó nảy này vẫn tốt này, nó không han, cái này nó làm bằng inox cho nên là nó không có han thép không gì, không han được. Nhưng cũng có những cái nó bị gãy cái lò xo này, trong này nó có lò xo này. Thế như cái này là bình thường này, 6 cái van này là bình thường, van lồi bình thường. Thế còn phớt thì nó bị rách mất, chỉ rách mất một cái phớt của cái van lồi này thôi, và nó xẹp toàn bộ cái phớt ở trong xi lanh hút này, nén. Đấy, này nó hệ thống của nó cũng phức tạp đấy. Thế nhưng mà nếu không là thảo cũng vẫn sửa được bình thường thôi các bạn, vẫn thay phớt bình thường thôi. Giữa cái phi tông này là nó vẫn phải còn phải nhẵn này, nó không bị xước xước gì này, nếu như cái này là bình thường này. Tháo ra lau sạch đi, và các bạn lưu ý là khi trước khi tháo ra thì mình phải để ý các chiều của nó, xong đến lúc lắp vào là nó đúng cái chiều của nó thì nó mới là chuẩn. Đã như hôm trước là mình thay phớt một cái máy rửa xe mà công suất nó thấp hơn, nó nhỏ hơn ấy, mình lắp đúng rồi, nhưng mà các bạn vẫn bình luận bảo là mình lắp sai. Nhưng mà mình đã để ý rồi, mình không phải thợ chuyên nghiệp đâu, cũng là người sử dụng như các bạn thôi. Nhưng mà trước khi mình tháo ra cái chỗ, đến chỗ nào mình quay phim chụp ảnh rồi thì lúc lắp vào là như thế. Bây giờ ví dụ như là cái đây là cái long đen để hãm cái phớt đấy, hãm cái phớt của cái xi lanh này, thì cái chiều khuyết của nó bên dưới này để nó úp vào cái phớt thì nó đã có cái chiều khuyết đây rồi đấy, và ngoài cái chiều cạnh móng này lên trên là cứ thế này tháo vào thôi, không bao giờ ngược được đấy. Trước khi ấy các bạn để tháo vào đây đấy, cho dầu mỡ vào xong là xoáy cái này ngược nào được đấy các bạn. Không cần phải là thợ, nhưng mà mình cứ để ý khi tháo ra thế nào thì mình lại lắp vào như thế. Nếu cái đoạn nào mình bây giờ mình có điện thoại mình chụp ảnh mình nhớ lại, thế thôi. Và nhớ tra dầu mỡ khi mà mình lắp, vì cái này là nó rất là khít, nước nó không ra đằng sau này được này, nó không có mỡ ấy, là nó sẽ bị cháy đấy, nó nóng đấy. Cái này này là nó người ta thiết kế là xong để tra dầu mỡ bên trên này, nóng cái là mỡ nó tự nó chảy xuống đấy, để mỡ trên này. Khi cái này bị nóng thì mỡ nó tự nó chảy xuống đây để nó bôi trơn cho cái hệ thống xi lanh này đấy, người ta thiết kế rất chi là ok nhé, không lấy được. Và muốn máy nó bền ấy thì phải có dầu nhớt ở đây này. Như cái này người ta dùng người ta không để ý gì cả, khô hết dầu nhớt rồi, khô hết dầu trong này rồi, tí lát nữa này, tí lát xong là tôi phải đổ dầu ở đây. Dầu lúc nào phải ngập tay biên nhé, trong này là nó có tay biên ấy. Tay biên thì nó mới thụt thò được như này, nó tay biên như kiểu xe máy ấy. Nhưng mà cái này nó có ba khuỷu đấy, bởi vì ba xi lanh ba phi tông thì nó sẽ có ba cái khuỷu cong để nó mới thụt thò như này, luân phiên để nó nén nước hút lên nén. Đấy, thấy không? Rồi lắp nhá.
đầu lắp nhá. Lắp phớt này nha, cái phớt này các bạn này, phớt này nó có 4 cái nó chồng lên nhau, cái này nó có chiều của nó, 4 cái nó cứ úp chồng lên nhau như này đấy, úp cái tấm này chồng lên nhau. Chồng lên nhau. Nó có cái chiều khuyết. Nó cứ chồng lên nhau này. Đó. Cháu ta lau chùi sạch sẽ. Lắp vào xong rồi cho in mỡ. Rồi, con mới đây. Ôi chết rồi. To hơn rồi. Thế chị này. Thường thì cái phớt này nha là ta thay 9 cái phớt ở bên trên, tức là mỗi một xi lanh này là có 4 cái, thì 3 cái ta thay 3 cái mà khuyết này, có cái khuyết này, còn một cái là vẫn là cái gốc trước là nó không có khuyết mà nó bằng ở bên dưới này. Đó. Nó không phải thay. Thay 3 cái này thôi, thế là mỗi cái là 4 cái. Đó, chồng lên là úp theo đúng chiều của nó nha. Sau đó đặt cái vành nén ở bên trên cùng này. Đó. Xong rồi vuông mỡ vào. Đó. Đây, cái này, được. Rồi cứ xoáy vào đã, xong rồi vuông mỡ sau cũng được. Xoáy nhẹ nhẹ tay vào. Xong rồi vuông mỡ, lau cho sạch. Hay cái này dễ thôi. Không phải là thợ tay được, tự mua phớt về thay.